Ok, chào các bạn nha. Ở đây nay shop về được cái này. Cái này hiện tại thì mình sẽ về thêm số lượng nha. Bơm áp cao. Bơm con này là 2,2 kg nha. 2,2 kg. 3 ngựa. 50 hạt, 60 hạt. Điện 200, 200 mấy nha. Động cơ 3 pha. Con này các bạn nhìn cái Era 3 pump nha, con này là chuyên bơm áp cao 100 lít một phút nha. Đẩy cao 37,5 m. Cái màu đen đá than gọc 105. Con này còn mới tinh nha. Hàng Nhật Bản mới tinh chưa xài. Các bạn thấy tua 8.000 mốt không? Tua 8.000 mốt. Ở đây cái bộ ở trên chính là cái bộ điều khiển tốc độ. Nó điều khiển cái tốc độ nha, tùy mình có thể chỉnh. Tùy ví dụ như mình cần cái áp khoảng bao nhiêu á, cần áp maximum thì điều chỉnh maximum lên nha. Đây 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 đây.